thành viên của Hiệp hội Công nhân Công nghiệp ô tô Hoa Kỳ. Wow, xếp hàng ngoài trụ sở Wow Logo 900 để đăng ký quỹ đình công, đối diện nhà máy lắp ráp Michigan của Ford tại Wayne, Michigan, vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. Ảnh do AFP chụp. Sau một nỗ lực cuối cùng thất bại của General Motors, Ford và Stellantis để đạt được một thỏa thuận trước thời hạn cuối cùng vào thứ năm muộn, các thành viên của Hiệp hội Công nhân Công nghiệp ô tô Hoa Kỳ, Wow, đã ra ngoài vào ngày thứ sáu. Họ dường như quyết tâm duy trì hành động này, ngay cả khi Ford nhanh chóng thông báo rằng những tác động lan truyền từ cuộc đình công đang dẫn đến tạm nghỉ việc tạm thời của 600 công việc. Chủ tịch Wow, ông Son Fein, cho biết vào cuối ngày thứ sáu rằng không đúng là cuộc đàm phán đã thất bại. Tuy nhiên, ông thêm rằng các thành viên của chúng tôi và đồng minh đang kiên quyết đứng trên hàng rào đình công. Bất kỳ ai muốn đứng với chúng tôi có thể lấy biển và giữ vị trí. Ngày mai, chúng tôi mong đợi sẽ có mặt tại bàn đàm phán, ông nói. Cả ba công ty đã nhận được một đề nghị đầy đủ từ Liên đoàn Công nhân của chúng tôi, và chúng tôi đang đợi phản hồi từ họ. Chỉ có khoảng 12.700 trong số 150.000 công nhân được đại diện bởi Wow tham gia đình công. Tuy nhiên, quyết định của các nhân viên của các công ty đối thủ hành động đồng lòng đã gửi một thông điệp mạnh mẽ trong cuộc chiến của họ để đòi tăng lương lên 40%. Cuộc biến động trong ngành quan trọng này liên quan đến các thương hiệu như Jeep, đe dọa nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn tăng trưởng mạnh và áp lực lạm phát. Tổng thống Joe Biden, người đang tìm sự tái đắc cử vào năm sau, đã ủng hộ những người đình công, nói rằng ông hiểu sự bức xúc của họ. Trong buổi phát trực tiếp trên TV từ Nhà Trắng, Biden nói rằng công nhân không thể hưởng lợi từ lợi nhuận khổng lồ của các tập đoàn, vượt quá 20 tỷ đô la cho ba ông lớn chỉ trong nửa đầu năm 2023. Các công ty đã đưa ra một số đề nghị quan trọng nhưng tôi tin rằng họ nên.